nay cũng là cái ngày Phật thành đạo, và cũng có ngày nhớ ơn người tiền bối, những bậc thầy đi trước đã chỉ chúng ta biết đường hướng để mà tu hành. Thì mong mỏi tất cả chúng ta có cái cơ hội, có cái duyên lành này, hãy cố gắng tu hành, đừng có để nó bị mai một. Mai mà đi mất rồi á thì không bao giờ trở lại lần thứ hai nữa. Chúc Phật tử mùa Phật thành đạo tinh tấn tiến mãi trên đường giác ngộ, tu chừng nào giác ngộ như Đức Phật ấy, mới bằng lòng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý vị, trong chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, Phạm Khanh xin mời quý vị đến với thành phố Bonso thuộc miền Nam California, cách vùng Lido Sài Gòn khoảng 1.5 tiếng đồng hồ lái xe. Như vị thấy thì sau lưng Phạm Khanh, đây là công trình xây dựng thiền viện Đại Đăng theo trường phái Trúc Lâm Yên Tử vẫn còn đang rất là dở dang. Và nhưng mà chúng tôi thấy là hai cái công trình lớn đã được xây dựng ở đây rồi. Thứ nhất là chánh điện, và thứ hai bên đây đó là cũng là một cái tòa nhà rất là lớn, cũng đã vừa mới hoàn tất xong. Tuy nhiên rằng là tất cả những công trình này chưa đưa vào và phục vụ cho bà con Phật tử và đồng hương, vì lý do rằng còn nhiều vấn đề xây dựng nữa và nhiều công trình xây dựng nữa có thể kéo dài từ 2 đến 3 năm để mà trước khi mà cái công trình này được đưa vào để mà phục vụ cho bà con Phật tử. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng với Phạm Khanh chúng ta lên tham quan những cái công trình mà vừa mới được hoàn tất cũng như là đang còn dở dang tại Thiền viện Đại Đăng San Diego. Như vị thấy đó thì mặc dù là công trình chưa có hoàn tất, nhưng mà nếu mà chúng ta tưởng tượng và cái công trình hoàn thành thì phải nói rằng đây là một cái công trình phải nói rất là lớn, đồ sộ ở cái vùng nghỉ dưỡng thuộc thành phố Bonso này. Đó, muốn lên được cái khu vực chánh điện này thì chúng ta đầu tiên hết phải bước qua khoảng hơn 10 bậc thang, sau đó chúng ta đi vào một cái khoảng sân rộng mà Phạm Khanh không biết rằng trong tương lai cái khoảng sân này sẽ được làm landscape, tức là trồng hoa kiển đẹp như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục lên những cái bậc thang cao nữa, ở đây chắc cũng khoảng 30-40 bậc thang trước khi mà chúng ta bước chân lên chánh điện. Đó, những cái bậc thang bằng đá, mặc dù là chưa có hoàn tất nhưng chúng ta thấy đây, đây là những bậc thang đá cũng đã được xây dựng xong rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bước lên. Ở đây thì có một cái chỗ để mà nghỉ chân dành cho những người mà lớn tuổi đó, hoặc là lên thang không có quen thì nghỉ đây chút xíu rồi lại tiếp tục lên thêm vài chục bậc thang nữa. Đó, và đây là chánh điện đã hiện ra trước mắt. Chúng ta thấy, có thể thấy là những cái khung sườn của chánh điện đó, những cái cột chính đó là bằng sắt rất lớn, như vị thấy đây nè. Đó, những cái cột sắt rất là lớn, cột chính của chánh điện. Rồi những cái dàn xung quanh đó, thì thay vì những công trình bình thường là bằng gỗ thì ở đây cũng bằng sắt luôn, sắt luôn, rất là cứng. Đó, đây là toàn bộ cái công trình trên chánh điện. Wow. Và thưa vị, cái khu vực chánh điện này nằm trên cao nhất của đỉnh đồi ở cái khu vực này. Thành ra từ cái khu vực chánh điện này chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh hết cái khu nghỉ dưỡng ở thành phố Bonso này. Và vào những ngày đẹp trời thì có thể là chúng ta có thể nhìn thấy biển luôn. Đó. Wow, công trình chưa hoàn tất. Chúng ta thấy các cái xe cần cẩu vẫn còn ở đây. Nhưng mà phải nói rằng là nhờ cái công trình này nằm trên đỉnh đồi cao, lại được xây dựng cao ráo, xung quanh có cửa kính và cũng như cửa sổ, thì tôi nghĩ rằng là ở đây khu vực chánh điện này sẽ rất là mát. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem cái công trình này sẽ xây dựng như thế nào trong tương lai khi mà hoàn tất. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái tòa building kế bên. Cái building kế bên này thì Phạm Khanh thấy rằng là có vẻ là đã hoàn tất được phần nào đó rồi. Các bức tường đã được bao bọc xung quanh, có cửa kính luôn rồi. Các cái cột cũng đã được tô xi măng xung quanh rồi. Hôm qua được cái building kế bên bên này đó thì là chúng ta phải đi xuống cái khu đất kế bên này vẫn còn rất là mấp mô như thế này, nhưng mà vì lý do là công trình chưa có mở ra cho bà con Phật tử đến. Thành ra Phạm Khanh chỉ mới đi phía ngoài để hướng dẫn cho mình xem thôi. Đó, những cái cây cột này nè, vì thấy rõ ràng là bên trong là cột sắt đó, thì đã được tô xi măng xung quanh rồi. Đó, đây là cửa chính nè. Cửa chính nè, trong tương lai sẽ được làm rất là đẹp đây. Đó, cái tòa building thứ hai này thì nó nằm thấp hơn chánh điện chút xíu nhưng mà cũng nằm trên cái khu vực đỉnh đồi cao. Thành ra trong tương lai là bà con Phật tử đến đây sẽ rất là mát. Wow. Đó, vì thấy không? Đó, bên cạnh đây đó thì là nhìn xuống dưới là cái khu vực thiền đường cũ nè.
nhà thiền đường cũ ở dưới bên kia, bên hông của cái tòa building thứ hai này phải nói rằng là cũng rất là đẹp, rất là thoáng mát. Phải nói đây là chẳng những là nơi có công trình Phật giáo lớn ở cái vùng San Diego County này, mà còn là một nơi để mà chúng ta có thể đến đây viếng Phật, tham quan và cũng như là tìm thấy những cái phút giây yên bình tại một cái thành phố đúng tên cũng là thành phố nghỉ dưỡng ở miền Nam California, và cũng như là chúng ta có dịp để mà viếng thăm Thiền viện Đại Đăng. Thưa quý vị, đây là thầy trụ trì Thiền viện Đại Đăng, thầy Thích Tuệ Giác, và đây thầy phó trụ trì là thầy Thích Thông Giải. Con kính chào hai thầy ạ. Dạ vâng, dạ lâu lắm rồi thì Phạm Khanh mới có dịp lên viếng Thiền viện Đại Đăng. Thì ngày hôm nay phải nói rất là bất ngờ, đã có hai cái công trình lớn được xây dựng trên đỉnh đồi của Thiền viện rồi. Thì xin thầy cho biết rằng hiện giờ thì cái công trình đã xây dựng tới đâu rồi thưa thầy? Bây giờ coi như là được cái 2/3. Dạ, 2/3. Dạ, như vậy rằng đã đưa vào hoạt động chưa thầy, đã phục vụ cho bà con Phật tử chưa ạ? Đang trong tiến trình xây dựng đó, dạ, cho nên chưa có. Dạ, cho nên khi nào mà xong hoàn tất khánh thành rồi đó thì mình được, mới được coi như là cho sinh hoạt chính thức. Dạ. Như vậy thì còn bao lâu nữa thì mới đưa vào để mà sinh hoạt đây? Dạ, coi như là mình xây dựng năm 2015 được hoàn toàn giấy phép được xây dựng đó. Thì khi mà được xây giấy phép thì mình bắt đầu mới thực hiện cái công trình. Cho đến bây giờ thì quý vị thấy nó chưa có hoàn chỉnh. Dạ, thì tính là năm 2020 này đã thánh thành cái chánh điện. Còn năm 2021 thì mới dự trù là khánh thành cái tăng xá, là cái nhà tăng á. Như vậy là cũng còn 2-3 năm nữa thầy ha. Con muốn hỏi thầy Thích Thông Giải đó là trong cái quá trình như vậy đó thì những cái sinh hoạt Phật pháp ở đây như thế nào, có bị ảnh hưởng gì không thưa thầy? Dạ không. Trong chương trình mà xây dựng thì mình sinh hoạt hàng tuần ở đây, không có gì trở ngại hết. Nhà nước vẫn cho mình sinh hoạt. Tại vì mình xây trên kia là khu riêng, còn sinh hoạt ở đây là khu riêng. Cho nên mỗi tuần Phật tử về đây cũng mà tham dự các buổi tụng kinh, sám hối, rồi xong rồi tọa thiền, rồi nghe pháp như hồi nãy chú quay đó, rồi xong thọ trai. Con muốn trở lại hỏi thầy chủ trì đó là thưa thầy, cái quá trình mà xây dựng nó kéo dài lâu như vậy là do cái quy trình, là do city, thành phố có những cái luật lệ mình phải tuân theo, hay là có về vấn đề mà kinh phí, tiền bạc mà mình khó khăn, mình không thể làm liên tục mà nhanh chóng được không thưa thầy? Nó ảnh hưởng nhiều cái phương diện lắm. Thứ nhất là giấy phép ở đây thì rất là nghiêm chỉnh đó, cho nên mình làm cái việc gì thì mình phải tuân theo cái luật lệ của nhà nước về luật xây cất, luật giấy phép rồi đó. Rồi quý thầy mới là, sau đó thì quý thầy mới được giấy phép, rồi mới bắt đầu xây cất tuần tự theo cái plan mà mình xin phép á. Còn vấn đề tài chánh thì như thế nào thưa thầy? Tài chánh thì dĩ nhiên rằng là Phật tử cũng đến đâu thì mình xây dựng đến đó. Chứ mình cũng không có cái kinh phí mà nó đầy đủ trước. Vậy rằng nếu mà cái nguồn kinh phí mà Phật tử cúng dường mà nó không có đủ, nó cũng trở ngại tới công trình của ông thưa thầy? Thì đương nhiên rồi. Công trình này là chung của coi như là Phật tử. Cho nên Phật tử đóng góp bao nhiêu thì mình tùy theo cái kinh phí của mình mà theo đó mà xây dựng. Con muốn hỏi thầy Thông Giải đó là cái chương trình sắp tới, đặc biệt là trong cái dịp Tết cổ truyền của Việt Nam đó, thì ở đây Thiền viện Đại Đăng có những cái chương trình lễ như thế nào thưa thầy? Chương trình lễ Tết năm 2020 này thì ngày thứ sáu thì quý thầy có cái buổi tất niên. Tất niên xong rồi 12 giờ khuya thì đón giao thừa. Đón giao thừa xong rồi phát học cho Phật tử.
Rồi xong rồi sáng mùng 1 thì Phật tử đến thăm viếng và chúc Tết cho quý thầy. Quý thầy chúc Tết rồi mà phát học cho Phật tử ngày mùng 1 và mùng 2, mùng 3, 3 ngày. Rồi gầm tháng giêng các Phật tử đến viếng chùa, viếng thiền viện thì cũng có mà đãi cơm chay cho quý Phật tử. Và thưa thầy, cuối cùng thì thầy có điều gì muốn nói thêm về cái công trình xây dựng thiền viện Đại Đăng mà có lẽ là Phật tử gần xa cũng trông đợi rất nhiều đó thưa thầy? Thì coi như bao nhiêu năm qua thì Phật tử cũng biết là mình đang trong tiến trình xây dựng đó. Cho nên rồi Phật tử mới cúng hiến vô trong cái công trình xây dựng. Rồi quý thầy cũng theo đó mà thành tựu từ từ, từ cơ bản cho đến nó rốt ráo. Thì cái tiến trình nào cũng vậy, không thể nào mà nó xây dựng mà một sớm một chiều mà có thể thành tựu. Và đều do cái công sức, cái sự đóng góp nhín ăn bớt mạt của Phật tử, rồi mình theo đó mình xây dựng thôi.